Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Vâng, tôi xin chào các quý ông, quý bà, và chào các các cô, các bác ở trong xem kênh của bản em, của em Lực. Đúng rồi anh. Chắc Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là lên cập nhật cái tiến độ mà đào nền nhà của ba ông cháu tới đâu rồi cô bác. Hay như thước phim hôm trước thì cô bác có theo dõi được là thợ người ta đã lên đào cái phần nền rồi cô bác này. Đến chiều tối hôm nay thì đội thợ bảo với cháu Lực rằng là đang làm cái lều để đội anh em đội thợ là ngủ ở trên này luôn. Xong là cũng ở trên này là trong quay vật liệu ấy cô bác. Cháu Lực đi qua thì không biết là có rất là nhiều vết mà hình như là các ai kéo đồ gì qua đây sao cô bác này. Này thì làm gì đây? Cái này thì không biết là làm gì cô bác ạ. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là có một bao cát này luôn. Bao cát này là không biết là vừa rồi chắc là em xử like qua hay sao ấy. Được một bao. Bao này chắc rơi tầm hơn 50 cân đúng không bác? Nhìn cát như thế thôi cô bác ạ. Cát thì rất là nặng, một bao nhỏ bé tí tí thôi. Còn bây giờ gạch thì cháu Lực cũng đã trở vào hết rồi cô bác. Và gạch thì cháu Lực sẽ tập kết là ở trên đằng sau nền nhà luôn. Đây bây giờ thì cái phần móng thì có thể là đào là gần xong rồi cô bác này. Anh có thể là bây giờ cô bác đang theo dõi qua ở trên cái màn hình TV thì có thể là đào nhìn nó trông là hơi hơi kiểu là vẫn còn chưa được đẹp mắt cho lắm cô bác. Nhưng mà nếu mà cô bác ở tận chứng kiến tận mắt mà ở trong cái phần nền nhà của các em thì nó sẽ là khác luôn. Làm xong rồi anh nhở? Có bạn luôn chưa anh? Chưa có bạn à? Ê, tối nay chưa ngủ được đây đâu nhở? Mai. Vừa rồi thì gia đình có lên đây tí nào không anh? Không à? Ông à? Thế ngồi nghỉ uống nước đã anh? Thế ngồi nghỉ uống nước đã chú. Ôi, ngủ đây thì liệu có an toàn không anh? An toàn chứ nhở? Chỗ này có vẻ hơi cao đấy anh. Chỗ này thì... Nhưng mà sao anh không làm ở ra bên kia luôn đi? Làm bên kia không? Ở đây nó tiện hơn à? Tiện hơn. Là lúc mình ngồi uống nước thì nó cũng ngồi thành, vâng, thành kia luôn, đỡ phải. Vâng. Đấy, như cô bác có thể nhìn thấy nhưng mà cái chỗ này sau này mà làm nhà các em xong mà cái khoản tiền còn dư ấy, làm một cái kè trên này này. Đấy, làm cái kè ra đến tận hẳn thẳng bên kia luôn. Xong mà xúc đất vào đây thì có thể nói là một cái khoảng sân mà rất là rộng luôn đấy cô bác. Đấy, sau này mà chặt tỉa tỉa mất mấy cây này đi thì có thể nói là có một cái góc nhìn mà như kiểu triệu đô luôn đấy cô bác. Tối nay ngủ ở đây luôn được không anh? Mai à? Thế tối nay thì chắc là em vẫn phải lên xem vật liệu một tí rồi. Ngang á? Làm một lúc xong rồi nghỉ uống nước đã anh nhỉ? Thế ông thì đang ở nhà là nấu cám lợn đấy cô bác. Vừa rồi thì Cháu Lực cũng gọi cho ông bảo là lên đây uống nước một chút á. Một tí nữa thì về nấu cám lợn sau. Còn em Sử thì hôm nay đang đi là hộ gia đình bên kia là
lập nhà của bác, hôm nay thì hộ lập tôn á. Thì hầu như là xung quanh ở trên này thì nhà nào cũng đi hết rồi. Thanh niên này thế tối ngủ đây một mình à? Hả? Về chứ. Tối nay chưa ngủ được đâu nhờ? Đâu có gì đâu nhờ. Thế tối mai có chăn có màn rồi thì ngủ sau nhờ? Anh thợ chính thì không có lạ với cô bác nữa thôi. Ở đây xin giới thiệu cô bác, đây là anh Vinh. Anh có phải Trường Thi Vinh không? Trường anh... thì mình hơi cấp họ người khác. Chưa họ người khác à? Anh thế anh có thể gửi một lời chào tới các bác trên kênh không? Tham ủy viên. Ủy viên à? Vâng, tôi xin chào các quý ông, các bà, vâng chào các các cô, các bác ở trong xem kênh của bản em, của em Lịch. Đúng rồi anh. Anh ngồi nghỉ uống nước đấy nhờ. Vâng. Này, chị Nam rồi chị. Răng thợ hoặc còn lan không? Chỗ này mấy nữa là quay bản đây hết chứ anh nhỉ? Quay hết. Anh ngồi nghỉ ở đây uống nước anh. Anh nào làm thì đang làm đó, anh nào nghỉ uống nước thì nghỉ đó. Năng này là gì? Không, bây giờ thiếu bạt quay vòng ngoài không? Thiếu bạt quay vòng ngoài à? Ừ, bây giờ cái tấm, anh ạ, cái tấm bạt kia kìa. Tấm bạt kia có một tấm dài lắm. Đấy, anh dùng cái tấm bạt kia kìa. Tấm kia thì nó chắc đủ dài, đủ phủ trên đó. Vâng, đây ngồi uống nước. Thanh niên uống nước, thanh niên. Cho chú ở bên kia nữa. Ôi, mà lạt bỏ họ. Chú bỏ ra kìa. Hả? Chú bỏ ra. Thế ông này còn chưa biết bóc này của bác này. Bà lắng em bỏ bên nó kìa. Và đây ta bóc thì vai với lạc đây à? Ừ, cái lạc đã hết. Lạc đây đang? Ừ. Lạc đây chỉ chiết à? À, này là thúng tẩy. Thúng tẩy ép này á? Ừ. Tẩy ép vậy á? Ừ. Nên tẩy này. Hôm nay thì ông cùng với lại bạn Trình Hoa Cải Vàng là lùng châu em bên kia để chờ các bác này. Thì vai lạc đó, xe lạc nó khải à? Thì xe lạc chỉ khải ô. Xe lạc khải ra? Xe lạc khải. Nên sao thì vai lạc mai mai được à? Mình đáy ô. Mình đáy ô. Mình đáy ô. Thế vừa rồi cháu Lực có hỏi ông rằng là nếu mà dùng châu để chở liên tục thì có chở được không, thì ông bảo là không có chở được cô bác ạ, chỉ được một hai chuyến thôi. Được hai chuyến thì châu đã thở hổn hển rồi đấy. Châu mặc dù là nó là châu là dùng mình dùng sức để cày đấy, nhưng mà châu nó chỉ là chuyên về cày thôi, nó chở bên này thì nó cũng không có chuyên chở thì ra nào nó đi khó. Bao nữa ba? Đường tần dốc thế này thì châu làm gì mà kéo được. Bác này là bác tên gì nhỉ? Chú đây nhỉ? Chú là chú tên gì chú? Điềm. Chú Điềm à? Còn anh Thanh à? Đúng rồi. Thanh ngồi nghỉ uống nước anh Thanh à? Anh ngồi nghỉ uống nước chưa? Vâng. Đây Thanh nghiêm nước đã. Đấy, vừa đủ mỗi người một lon luôn. Đây. Của anh Thanh đi nhá. Không kia anh lại giận đấy. Nhá. Mua lạnh lên. Đây lạnh rồi. Mấy ngày nữa xem. Lên đây nó khắc lạnh hết. Mấy ngày nữa thì mặc áo toàn áo khoác rồi. Thế mai chắc phải đào thêm tí nữa, thêm mới được anh nhỉ? Đào thêm mà, mai mới đào thêm. Đấy, hôm nay mà nếu mà các anh không có làm lán thì chắc là đào xong rồi đấy nhỉ? Không làm lán chắc xong. À. Tham đây giờ thỉnh thoảng ngoài răng lét vào, chơi bong được liên lạc đấy. Ừ, răng lét lên xin. Bốn mươi cái lên lán. Thì vẫn đi phòng hay chắc. Bởi cái thọ lâu mà ta lão thử chính nên chín tuần đi chứ còn dân hỏi nói giàu. Thôi bởi cái lán lược mai, chờ nó khô. Ừ. Hôm nay là xong thì ngày mai ăn cơm đây một bữa anh nhỉ? Mai cũng ít giờ không phải ở đây làm bữa để gặp khởi đầu à? Khởi đầu bạn sự nan. Anh Vinh thì cũng là một anh thợ mà phải nói là rất là vui tính các bác. Anh thì cũng là ở trên bản thôi. Có rất là nhiều các bác cũng có nói với cháu Lực là thợ của anh Vinh ấy thì người ta là lấy giá rẻ hơn đội thợ mà cháu Lực gọi lên. Tại vì là mỗi đội thợ nó sẽ là một cái giá khác nhau các bác. Thí dụ như đội thợ mà cháu Lực gọi lên thì người ta lấy giá rất là cao. Với lại người ta đã tạo cái thương hiệu sắn rồi thì người ta cũng phải trả công thợ rất là cao. Còn như anh Vinh thì không có kiểu mà lập ra công ty đúng không? Đấy, lập công ty thì thành ra là cái chi phí của anh sẽ lấy rẻ hơn một chút. Thì với lại chi phí rẻ thì không phải là đi đôi với lại cái việc mà làm cũng kém đâu các bác nhá. Tay nghề thì như nhau cả thôi. Anh Vinh là cũng làm xây dựng là chắc phải tầm hơn 10 năm rồi nhỉ?
đi liên tiếp là 2009, 2010 đến 2011. Đi liên tiếp 3 năm xong là bắt đầu về nhà lập gia đình 7 năm. Xong là chỉ làm quanh quanh ở trong nhà thôi đúng không? Còn là chỉ làm hộ cho dân này thôi đúng không? À, dân này, cá này răng viền này có thể hơi cao với thường bán hòn dân đấy càng có gì à? Đi à, răng viền này à? Răng viền ăn é á? Ồ, thường bán dê thôi nhưng mà đi phải đâu tư hơn ăn dê tao thì thế ông thì cũng có nói với cháu Lực là bây giờ nhìn có vẻ là hơi thấp, hơi hẹp hẹp này. Đấy, nhưng mà cháu Lực cũng nói với ông rằng rồi là bây giờ ở trong này nó có đất rất là nhiều. Cho nên là lúc mà mình làm nhà xong, dựng nhà xong, xong thì mới rộng rãi được. Nhiều nhìn nó còn ngổn ngang lắm. Trước em thấy đi làm nhà từ thiện nhiều chỉ có bằng ô này thôi, có chỗ phòng ngủ kia đâu. Nhưng bây giờ cái nhà bộ công an kia. Bây giờ nó tan nát. Vâng. Bằng. Làm gì được 12 mét. Đây buổi chiều thì cũng non cả. Ngày hôm nay thì các anh chỉ có đào được là phần móng ở giữa cái phần chú buồng ngủ này với lại đằng sau nữa cô bác. Còn là ngày mai thì các anh sẽ lại tiếp tục là đào tiếp cô bác ạ. Trong cái quá trình mà làm nhà của ba ông cháu tới đâu thì cháu Lực sẽ tiếp tục và ghi hình lại cho tất cả quý cô bác anh chị cùng biết. Và cháu Lực cũng nói cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết ở trên nhà ba ông cháu cũng có rất là nhiều cô bác có nói với cháu Lực tại sao lại không dùng xe ba gác với lại dùng trâu để kéo. Thực sự ra để mà nói thì từ đoạn đường kia vào thì cháu Lực cũng đã chia sẻ đến rất là nhiều lần rồi. Có những chỗ thì xe ba gác không có vừa và những chỗ thì rất là dốc, thành ra là không có lên nổi. Còn là trâu thì nếu mà trâu dùng chở này thì chỉ có chở được tầm là 1 đến 2 chuyến thôi là trâu đã mệt rồi. Ở đây trâu thì không phải là chuyên gia là dùng để kéo cát với lại kéo sỏi, thành ra là nó không có nó được khỏe đâu các bác. Nó chỉ là ở cái phần cày bừa là nó khỏe ở phần đấy thôi. Sứ đường ma rồi chứ nó sứ à? Đang chín lâu mày mấy? Chắc là nghỉ rồi anh ấy. Cái chỗ này mà sau này mà làm kè lên xong xúc đất vào đây thì cũng rộng phết đấy anh nhỏ. Chỗ này ấy. Rộng bây giờ nếu kè từ hai cái thông đấy thôi. Từ hai cái thông lên thôi. Kè từ đây lên rộng. À bé này thùng ăn xả đi bằng phá mai tắp khẩn đấy. Vì càng à xe. Đấy. Hình như là cô bác có thể nhìn thấy này. Bây giờ các anh thợ đang làm lán ở trên này này. Nhìn trong từ cái khoảng này ra thì nó rơi vào tầm là hơn 5 mét này. Chắc phải tầm từ 5 đến 6 mét đấy. Đấy. Thì nó cũng rất là rộng. Và sau này nếu mà phần nhà tiền quý của các em, tiền nhà mà làm mà dư ra thì cháu được có thể là đi lấy thêm đá về, xong là kẻ phần này nữa. Đấy. Kẻ phần này lên và xúc đất hất ra bên này hết. Máy đâu về ấy mày? Đi học về à? Một mình tự về thôi à mày? Hả? Áo khoác đâu? Áo đâu rồi? Áo khoác đâu? Áo đâu rồi? Áo này đi đâu rồi? Áo này đâu rồi? Áo khoác đâu rồi? Chắc là từ áo khoác còn chưa có biết cô bác. Hôm nọ thì bé mày này cô bác này bị những cái vết này là bị ong đốt này cô bác này. Nhìn trông rất là ghê này. Đấy, bị ong đốt xong là bị dị ứng luôn đấy cô bác. Đi về nhà đi. Đi về nhà mặc áo khoác nha. Mặc áo ấm vào nha. Đấy, trẻ con ở trên vùng cao thì đi học. Ôi, đi học với cô bác tự về thôi. Đấy, mày thì năm nay mới có được có hơn là 4 tuổi thôi. Đấy, đi tận điểm trường cơ mà về. Đấy, bố mẹ thì không có được đi ra đón. Bố mẹ đang đi ra ruộng, ra đồng làm rồi. Bực dê sứ, dê tôi bàn sứ á, bởi văn phóng tâm lạc ấy bực lạc tôi thức sang hồ. Ừ. Tôi thức sang lạc thì phải mà, bực lạc văn điểm sai à. Thế mà ngay cái phố văn mai tôi củ bóng lạc chưa. Hát tuổi sứ lạc bị hóc nhau lại. Nó dù dân tương ta dù này ta lý thở hóc hóc đến rồi. Nó vươn nó quá
Thế ông thì bây giờ lại quay trở về lại nấu cám lợn tiếp rồi cô bác. Đây vừa rồi thì thấy cháu Lực lên đây thì ông cũng chạy lên đây cô bác. Nói là ông rất là quý cháu Lực khi mà thấy cháu Lực lên đây. Chỉ cần nghe thấy giọng cháu Lực thôi là ông đã lên rồi. Cần nói là các anh thợ cũng rất là vui tính cô bác ạ. Chào nó. Chào nó. Anh làm võng như thế này thì ai nằm tí lăn ra giữa hết. Cứ ngủ say nó mới an toàn. Làm đánh chén sẽ vài khoảng vài cốc xong. Chỗ này thì 4-5 người ngủ thoải mái rồi nhờ. Tao hồ lăn rồi chỗ này ấy. Nhưng mà sợ là có lạnh mà đúng không anh? Có đấy. Có à? Mùa đông trên này chắc. Ấy bây giờ thì các anh thợ là phải gắn bó với lại cái túp lều này phải hơn 1 tháng rồi cô bác. Anh có bao giờ ngủ ở nhà ít hơn ngủ ngoài không? Có chứ. Ngủ ngoài nhiều hơn ở nhà không? Có chứ. Đi những công trình xa thì có khi thì cả tháng không về nào ấy nhở? Có về thì vẫn về nhưng nói chung thì tháng thì không đến. Tuần 2 tuần. Tuần 2 tuần à? Là phải về thăm vợ rồi đúng không? Thăm vợ thăm con. Người lon nước của mình đây nhỉ? À đâu? Lon này. Lon này là của anh đúng không? Không, lon của chú. Cho bạn cameraman tí là màn hiệu không phải khắt. Hù quá. Hay trong thời gian qua thì cháu Lực cũng được sự đồng hành của bạn hiệu đi theo cháu Lực ấy cô bác. Hay phải nói là hai anh em trước kia thì trước khi về làm với nhau thì hai anh em cũng có đã từng là đi làm cho một người gắn bó từ rất là lâu rồi. Anh em ăn ngủ nghỉ với nhau thì cũng rơi vào tầm là 6 tháng. Bây giờ chắc gắn bó vài năm. Bây giờ thì cũng mong sao là gắn bó vài năm thôi là... Vài chục năm nữa. Anh em cứ đi theo cái nghề này thì vẫn phải gắn bó với nhau lâu dài. Anh nói là trước khi cháu Lực bước vào cái nghề mà làm YouTube, làm thiện nguyện này cô bác. Không giấu gì cô bác thì cũng... cái nghề này thì cũng mang lại cho cháu Lực rất là nhiều những thứ mà nó tốt đẹp với cháu Lực. Thứ nhất thì vừa đi giúp được bà con đây, xong là vừa đi kết nối được những cái mảnh đời mà có khó khăn tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị. Và ở trên gian hàng cháu Lực thì cũng có một số sản phẩm là mật ong này, mật ong rừng này, mật ong khoái rừng và mật ong bạc hà. Thêm là chè với lại hạt dổi nữa. Cũng được các bác là yêu quý ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực thì cũng vừa là giúp cho cháu Lực có thêm một cái khoản chi phí ở đấy nữa cô bác. Đấy, thực sự ra thì làm cái nghề YouTube này thì cái tiền lương của YouTube trả về thì cũng khá là ít thôi cô bác ạ, cũng không có được nhiều cho lắm. Nếu mà như mà lượng khán giả mà theo dõi nhiều thì sẽ được càng là nhiều cô bác. Như là cô bác cũng theo dõi kênh của cháu Lực rồi. Kênh của cháu Lực thì chỉ có khán giả ít thôi. Nhưng mà khán giả của cháu Lực đi theo thì phải nói là rất là cảm ơn tất cả khán giả. Lúc nào mà cháu Lực đi chia sẻ những hoàn cảnh nào thì đều có các mạnh thường quân và khán giả đi sau cháu Lực để đi chia sẻ, đi gửi được những cái phần quà tới cho những hoàn cảnh các bác. Khi mà những hoàn cảnh mà nhận được những cái phần quà của cô bác anh chị mạnh thường quân gửi cho thì hoàn cảnh rất là vui. Cháu Lực cũng cảm thấy là vui lay theo hoàn cảnh luôn cô bác. Tối nay thì làm xong thì mới về đấy chứ anh nhỉ? Xong mới về. Quay màn này trước, xong mới che được trên. Vâng. Nó lại giọt cho bạt vào. Cái tấm bạt kia mua là hình như chỗ đấy kia là bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu, hơi 10 mét hay bao nhiêu ấy? Hơn. Nó phủ hết đúng nóng sắt này mà không hở thế nào mà. Nghiệp bây giờ phí cái tấm giờ lấy phủ bạt thả phủ cắt. Qua đó. Đổ đấy thì không phủ bạt vào thì nó dính đất. Cái tấm to to nó chỉ che ở đầu kia mỗi một tí thôi mà. Đấy. Đấy cần thì anh cứ kéo ra thôi, kéo ra xong là anh lại cắt thêm một chút là che vào cái phần bên kia là xong rồi. Đấy, anh cứ kéo về đi.
Đây bây giờ thì vật liệu mọi cái thì bàn giao cho anh em thợ rồi. Thì anh em thợ là khác xử lý các bác. Khi mà cháu Lực đã bàn giao đủ cái số vật liệu từ điểm trường ra đến đây rồi. Đấy, cái phần bạt này thì đã lẽ ra là các anh thợ sẽ phải tự lo hết cô bác. Nhưng mà bạt ở bên kia thì cũng khá là nhiều. Cháu Lực cũng cho là các anh thợ làm mượn luôn. Cháu Lực cũng mong rằng là trong thời gian tới khi mà cháu Lực tiến hành xây những đặt những cái viên gạch lên thì có những chỗ nào sai sót thì rất là mong tất cả các khán giả và tất cả các quý ông bà của chú anh chị Mạnh Thường Quân ở kênh mà theo dõi được những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì sai sót chỗ nào thì cô bác có thể là đóng góp ý kiến ở cái phần bình luận và có thể gọi điện thoại qua cho cháu Lực qua cái số điện thoại mà cháu Lực để trên màn hình cô bác. Ở đây thì số 355 thì là cháu Lực sẽ cầm nhiều hơn, còn số 255 thì là bạn Hiệu là sẽ cầm nhiều hơn cô bác ạ. Đấy, hai anh em thì đều cầm số ở trên kênh cả. Đấy, ở trong công việc thì mấy anh em tin tưởng nhau thì mới tìm đến nhau cô bác. Đấy, cũng như cô bác cũng thế cả. Theo dõi được những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên, mặc dù là chưa có gặp cháu Lực bao giờ cả, chỉ nghe được những cái giọng nói và theo dõi được ở trên cái màn hình nhỏ cháu Lực chia sẻ lên, và cũng tin tưởng cho cháu Lực và gửi những tấm lòng vàng và cái phần hiện kim cho cháu Lực. Có cô bác thì gửi rất là nhiều cái khoản tiền mà nó phải nói là rất là lớn. Che được một bên thôi anh nhỉ? À, ra phủ bên kia à? Mai mua cái loại bạt. Bạt này em mua bạt dày đấy, bạt đấy. Bạt dày mai. Ôi nhưng mà chỗ này thủng rồi, anh kéo bên kia ra đi. Đầu này không thuộc. Đây rồi đấy rồi. Ôi thế tối nay thì anh quay ở ngoài thôi, không ở trên được đâu. Nếu mà ở trên thì mai anh phải mua thêm một tấm nữa. Nhưng mà sợ nó mưa to về thì sợ giường chiếu anh ướt hết thôi. À, đến lúc mà cả ngày làm mệt mỏi mà đi vào giường ngủ thì mưa phải chạy về nhà luôn. Mưa chạy về nhà luôn. Hôm sau lại không lên làm nữa, em thì chết. Đập theo chả đập má luôn. Đập vào phút là phút cứ lộ vào máy đánh nữa còn. Phật khúc không hiến nữa là. Phật khúc phải hiến nó già đâu còn à. Phật khúc phật tộc. Để mất chuông cả. Mai mua cái loại bạt rẻ kia kìa quay. Vâng. Ở ngoài thì bạt rẻ quay là được đúng không? Ở trên thì mình phải dùng cái bạt bạt dày này. Đấy, bây giờ thì các anh thợ là làm lán ở đây luôn, thì thỉnh thoảng buổi tối thì có thể là ngủ lại đây luôn các bác, đỡ phải về nhà luôn. Hôm nay mà nếu mà các anh thợ mà không có làm cái lán này cô bác này thì là cái phần móng thì đã đào xong hết rồi đấy. Đấy, cháu Lực cũng chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết cái bản vẽ của nhà ba ông cháu cô bác nhá. Ở bên này là cái phần bếp này, cái phần bếp thì sau này cháu Lực sẽ làm một cái cửa là từ hông vào đấy cô bác, chứ không phải là làm từ đây vào nữa, làm từ hông vào. Còn cái phần bên này là cái cánh cửa chính thì nó sẽ nhìn ra hướng bên kia luôn cô bác. Bên này thì hai cái buồng ngủ, còn cái cửa bên này thì sẽ là hai bên ở đây luôn cô bác, ngăn hai phòng ở đây, xong là bên này một cánh cửa, bên này một cánh cửa, còn cửa sổ thì ở bên đằng sau với lại đằng trước cô bác. Còn cái phần đằng sau nhà này thì cháu Đức sẽ không có làm cửa sổ đâu cô bác ạ,
cháu Đức chỉ có làm cửa sổ hướng bên ngoài thôi. Cửa hướng cửa sổ bên ngoài thì cháu Đức sẽ làm mà to, rộng ra một chút. Đấy, có thể như là cô bác bây giờ đang theo dõi ở trên những cái thước phim thì có thể là nhìn cái tả ly này hơi là cao đúng không cô bác? Nhưng mà nếu mà thực sự ra cô bác đứng ở cái nền nhà này mà nhìn lên thì nó sẽ không có cao bảo cao bao nhiêu cả cô bác. Nó chỉ rơi vào tầm là độ trên gần 2 mét một chút thôi. Bây giờ cháu Lực trèo lên trên này, lên trên thì cũng được cô bác. Nó không đây ở đây là cháu Lực đào là nó thỏi cô bác nhá, chứ nó không dốc xuống đâu. Trước khi cháu Lực đào thì cũng có được rất là nhiều cô bác anh chị cũng có nói với cháu Lực rằng rồi là nếu mà đào mà nó thẳng quá thì sau này nó sẽ bị sạt xuống đấy các bác. Hay như cái phần ở bên này thì nó sẽ có nước từ bên này đi được các bác này. Đấy, sau này thì sẽ làm rãnh thì cho được sẽ vẫn làm hết rãnh ở xung quanh nhà. Ô cái nước này thì mấy nữa mà chỗ này cạn thì phải hút nước từ dưới kia lên đây nhỉ? À bên kia lại ống ở trên kia. Ở bên kia thì cũng có một khe suối chảy rất là to đấy các bác này. Nếu mà sau này mà chỗ này mà nó ngừng nước chảy rồi thì cháu Lực sẽ đi mua ống kéo từ bên kia sang luôn. Đấy, còn là cái ống này thì sau này có thể là tận dụng lại cho gia đình là dùng để kéo nước từ trên kia xuống luôn. Đấy, tại vì là cái nguồn nước này này không có được chảy quanh năm đâu. Nếu mà chảy quanh năm thì có thể là bây giờ xây ở đây luôn một cái bể này. Đây thì sau này chỉ có xây một cái bể nhỏ nhỏ này, xong là đặt một cái tách ở đây nữa. Đêm đêm thỉnh thoảng thì có thể lên rừng tìm món ếch ấy anh nhỉ? Anh có đèn pin không? Mùa này không lên được đâu. Mùa này không lên được á? Rét lắm. Trên này có khe suối đấy. Mùa hè mới đi được. Rét thì mình đi kiểu rét chứ. Mùa hè thì mình đi kiểu mùa hè. Ôi nhìn trong cái này có chắc chắn phết nhỉ anh nhỉ? Dùng... cảm thấy nó phải chắc chứ em cứng tay ở tháng trời cơ mà. Có khi mà nó mưa nhiều phải ở lâu hơn chứ đùa đâu. Có khi trời mưa tháng cần cũng hết phải 2 tháng. Anh em mình cứ yên tâm là gắn bó cái công trình này xong thì sau này nếu mà em có công trình nào nữa em lại tìm các anh luôn. Đấy, anh em mình đã làm việc với nhau rồi, hiểu với nhau rồi thì mình chỉ cần nói cái là hiểu luôn thôi. Này thì lộng Hải là đi học về rồi à? Hả? À? Đi học và hôm nay học mấy tiết? Buổi chiều học 3 tiết ạ. À? Con xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. À? Học 3 tiết à? Dạ. Xem nó cặp nặng không? Sao nào? Ồ, cặp này thì rơi vào tầm là 3 cân rồi các bác. Hôm nay thì đi bộ về à? Vâng. Hôm nay Sử không đi đón à? Không đợi. Anh Sử thì hôm nay đi hộ và người ta có bác cho nên là không có đi đón được em Hải. Buổi trưa thì em Hải là ở dưới nhà là ăn cơm cùng với cháu Đức với bạn Hiệu luôn. Hôm nay thì ăn cơm với anh Hiệu, ăn cơm với cái gì? Ăn cơm với thịt ạ. Thịt gì? Thịt lợn ạ. Thịt lợn à? Vâng. Ăn được bao nhiêu bát? 3 bát ạ. 3 bát à? Vâng. Ôi, ăn được 3 bát là thế là khỏe rồi. Vâng. Đấy, ở trường thì em Hải là không có được ăn cơm ở trường có bác, cho nên là em mới nghỉ học là đi ra chỗ qua trọ cháu Đức ở luôn. Ăn cơm xong là nghỉ ngơi, chiều lại tiếp tục là đi học tiếp. Ngày mai thì cứ như thế nhá. Vâng. Cứ thế mà phát huy nhá. Vâng. Ăn cơm xong thì rửa bát nhá. Vâng. Anh nói đùa thôi, ăn cơm xong thì nếu mà kịp thì rửa bát, không kịp thì cho anh Hiệu anh thì rửa nhá. Vâng. Chứ mọi hôm thì Hải là toàn đi ăn phở thôi các bác ạ. Đấy, bây giờ thì mấy anh em thợ cũng về nhà xong là ăn cơm xong là ngày mai thì mới lên được các bác. Hôm nay thì các anh không có lấy giường, lấy chăn lên đấy các bác. Chỉ là lên làm được cái chỗ lán này với lại đào trên một chút móng nữa. Đi về rồi anh Vinh ơi. Đấy, bây giờ thì các anh thợ là cũng đi về rồi các bác. Ngày tối nay thì chắc chắn là cháu Đực với lại gia đình sẽ phải trông vật liệu thêm một hôm nữa. Mai mấy giờ về anh Vinh? Lên đây. Mai bây giờ có mặt à?
Thế là tối mai lại ngủ đây rồi nhở? Thế tối mai anh em mình hàn huyên sau nhá. Hải đi về đi Hải ơi. Dạ. Hải thì cũng mới đi học về cô bác ạ. Đi, anh em mình đi về đi. Dạ. Hay là buổi tối có ngủ với anh dưới đấy không? Không biết ạ. Hả? Không biết anh vẫn phải về à? Hay là ở với anh luôn ở đấy? Hả? Ông có cho không? Ông có cho không á? Vâng. Thế hỏi ông xem là có muốn buổi tối là ngủ với anh ở đấy không? Vâng. Một tuần về một lần thôi? Vâng. Hay là 2-3 ngày về một lần? Lúc nào mà anh về anh lên thì cùng anh lên luôn. Nhờ? Vâng. Nhưng mà ở với anh là anh biết nói đấy. Vâng. Ở với anh là biết nói cũng vâng vâng. Này, bây giờ thì cũng khá là tối rồi cô bác này. Ui, nhìn ở ngoài kia thấy có vẻ đỏ đỏ nữa kìa. Hải. Dạ. Ui kìa, không biết là bây giờ cô bác đang theo dõi được thì có đỏ không hả hiệu? Đấy, có vẻ như là ở bên kia là như kiểu một phương trời mới luôn cô bác. Một đấy, một cái màu mà phải nói là. Hải đứng ở đây chụp cho tấm ảnh nào, mấy nước có kỷ niệm. Nào, đứng đây. Đấy, đứng đây nhá. Cười đi. Cười đi, tươi đi nào. Rồi, từ từ nhá. Cười đi. Đấy, mấy đứa anh đi in cho vài tấm trong để treo. Vâng. Đấy, nhưng có kỷ niệm được. Không là Hải với Sử là... Điện thoại đi có hay chụp ảnh không? Có ạ. Có à? Vâng. Đấy, lưu lại nhiều ảnh không, thỉnh thoảng bảo anh đi in cho. Vâng. Làm một cái cuốn album sau này mà lớn lên thì còn nhìn lại. Vâng. Đấy, bây giờ thì đi xuống nhà xem ông nấu cám lợn như nào rồi cô bác. Cũng tiện thể là dặn với ông luôn. Bây giờ thì cháu Đức cũng sẽ di chuyển đi về nhà ăn cơm. Xong thì một tí chiều tối nữa cháu Đức lại tiếp tục là lên trên này một lúc nữa. Uầy, cái cầu thang đi không mà nhỏ thế? Hả? Đi đây sao đi được? Được ạ. Như Hải thì bây giờ đi học về thì làm cái gì? Hả? Nấu cơm. Nấu cơm à? Vâng. À, đi học về là nấu cơm à? Vâng. Con nó mù đây bà chị? Không giả ta. Thế ông thì ở nhà là rất là chịu khó được các bác này. Dọn dẹp nhà cửa cho nó gọn gàng, sạch sẽ. Đây là cái túi của ông à? Vâng. Eo dê thỉnh thoảng phải nới dư dư đến nới rồi. Ừ. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã dặn cho ông là một tí thỉnh thoảng để cho ông lên trên cái chỗ mà lán của mấy anh em thợ đấy, giúp trông trông con ngóa qua một chút. Cái mỏng ở đây chi? Ôi kia là chăn của ai đây? Kia là chăn của ai đấy? Chăn của anh Sử. Của anh Sử à? Vâng. Người phơi à? Vâng. À hôm nay là giặt đúng không? Vâng. Ngày mai là còn đi học không nhỉ? Nó học cả ngày đúng không? Vâng. Thế chiều chiều thì cứ nghỉ xong rồi ra phòng trọ anh ăn cơm nhá. Vâng. Thì cái thước phim hôm nay thì là cháu Lực cũng lên chia sẻ cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng biết cái tiến độ mà đào cái phần nền, cái phần móng nhà của ba ông cháu là tới đâu rồi cô bác. Anh cũng chia sẻ luôn cho cô bác anh chị biết là đội thợ đã lên làm lán rồi và cháu Lực cũng đã bàn giao hết cái số vật liệu đấy cho anh em thợ rồi. Đấy, có lẽ là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin là kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Con chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.